nào ra hàng nấy. Mỗi viên kim cương thì sẽ có 4 cháu và mỗi cháu sẽ đảm nhận được chức năng của mình là giữ vững viên kim cương. Với kỹ thuật chiên sâu, với kỹ thuật của máy móc chuyên nghiệp, tỷ lệ chia ổ hột nên rất đều, hàng nào ra hàng nấy. Và vì là vàng nguyên khối nên cháu kim rất cứng và chắc chắn, cho nên là chúng ta nhìn thấy kim sáng lấp lánh mặc dù cháu chúng ta thấy rất là nhỏ. Tất cả các hãng về đồ cao cấp chính hãng từ Thụy Sĩ cũng vậy, chúng ta sẽ thấy sự tinh tế và tỉ mỉ về đồ hoàn thiện, hàng nào ra hàng nấy. Và cháu kim phải có tác dụng của cháu kim là giữ vững cho những viên kim cương không được rớt, và phải tinh tế để làm sao tôn lên được viên kim cương cho một cách lấp lánh nhất, chứ không phải là làm một cách thủ công, một cách cứ trống là đưa kim cương vào. Cho nên chúng ta thấy sự khác biệt giữa hàng cao cấp và hàng đại trà. Chúng ta thờ lên bề mặt cũng vậy, cảm giác rất là bằng và không bị gợn, không bị sột, không bị móc vào, vướng vào, đặc biệt là khi vướng lên những cái vải quần hay vải áo. Và chúng ta để ý tất cả những sản phẩm cao cấp chính hãng từ các hãng lớn cũng vậy, hàng nào ra hàng nấy. Và chức năng của cháu kim là phải giữ được kim, chứ không phải là cứ có trống là cứ móc lên rồi làm cháu rồi gắn hột vào vô tự bạ. Thậm chí là có những hột kim cương gắn đến 5-6 cháu, nhưng mà có những cháu nó gắn vô cho có gắn, chứ không phải là những cái cháu có thấy sự hiện diện mà không có chức năng sử dụng, không có chức năng để bảo vệ, không có chức năng để giữ những cái viên kim cương. Đôi khi làm cháu quá nhiều thì giảm được cái tỷ lệ hột kim cương xuống, nhưng mà không có thẩm mỹ và không có ra được chất của hàng cao cấp. Phải tinh tế, phải tỉ mỉ, phải thẩm mỹ và độ hoàn thiện cao như thế này. Và nếu như qua máy soi thì chúng ta sẽ thấy được rất là tinh tế như thế này. Hàng nào ra hàng nấy, mỗi viên kim cương thì sẽ có 4 cháu và mỗi cháu sẽ đảm nhận được chức năng của mình là giữ vững viên kim cương, mặc dù là cháu rất nhỏ, để tôn lên để làm rõ được những viên kim cương, chứ không phải là có những cái sản phẩm mà đại trà kìa. Và nếu như quý khách có nhu cầu về những sản phẩm, bất kỳ những sản phẩm nào muốn cá nhân hóa theo ý mình, hoặc là quý khách muốn hoàn thiện những ý tưởng mà quý khách muốn, hoặc là quý khách chưa có ý tưởng, thì hãy đến với Kỳ Lân để Kỳ Lân tạo ra ý tưởng và hoàn thiện những sản phẩm đủ phong cách, đủ chất để cá nhân hóa. Nếu mà quý khách đã có ý tưởng rồi, hãy đến với Kỳ Lân Luxury để Kỳ Lân hoàn thiện những ý tưởng đó thành sản phẩm tinh tế, hoàn hảo, cao cấp. Nếu như quý khách chưa có ý tưởng thì hãy đến với Kỳ Lân luôn để Kỳ Lân tạo ra những ý tưởng và trình duyệt đến quý khách để phục vụ quý khách đúng ý nhất, tạo ra phong cách phục vụ sở thích, phục vụ cảm xúc thăng hoa nhất đến với tất cả quý khách. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp và thượng lưu.